Người nghệ sĩ đến và đi khỏi cõi đời này, để lại cho đời không chỉ là những kỷ vật hiện hữu như bất kỳ ai, mà còn là những câu chuyện, những kỷ vật tinh thần làm nên cuộc đời họ. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Chân dung cuộc tình, mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện về những kỷ vật tình yêu mà hai nghệ sĩ lớn đã để lại cho đời, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và thi sĩ Xuân Quỳnh. Cùng với những góc nhìn về những tác phẩm của họ qua chia sẻ của các khách mời, danh ca Giao Linh và danh ca Họa Mi. Đón xem Chân dung cuộc tình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.